Hello chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Cũng lâu lắm rồi mình chưa làm clip tâm sự. Mình ít khi xem vào chuyện cộng đồng lắm, bởi vì mình cũng chỉ là một YouTuber làm clip cho anh em xem giải trí không hơn không kém à. Đúng nghĩa dâu trăm họ luôn đấy. Nhưng mà hôm nay mình xin mạn phép nói về một cái vấn đề muôn thuở, đột kích đóng cửa. Bây giờ mình live stream hay là đăng clip lên, luôn luôn có những comment hỏi: "Anh ơi, bao giờ đột kích đóng cửa thế? Anh ơi, đột kích đóng cửa anh có chuyện có làm vlog đời sống như anh Tiến xin trai để xây biệt thự không?" Ôi vãi cả lèo ạ. Mình sẽ chốt một câu trả lời nhá. Một tựa game 10 năm chắc chắn nó sẽ đóng cửa, nhưng mà đây sẽ là một câu chuyện còn 5 đến 10 năm nữa các bạn ạ. VDC là một công ty nhà nước, đột kích đã đăng ký với Bộ Thông tin. Cái hình thức các bạn nạp tiền vào game ấy nó chả khác gì mua bán cả. Đóng cửa phải có hình thức đền bù cho các bạn. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là phải thông báo rất là lâu cho anh em chuẩn bị. Không có chuyện là ok hôm nay tao chán vận hành, mai tao đóng cửa mày hết game chơi. Cái chuyện đấy không bao giờ có, mình đảm bảo với các bạn một câu luôn. Xong là nhiều bạn đưa những cái lý do ấy. Bây giờ mình xin giải thích từng lý do một nhé. Cái thứ nhất, đó là người chơi tụt giảm. Cái này mình công nhận. 10 năm rồi, ai cũng phải lớn lên, ai cũng phải đi làm, ai cũng phải có vợ, có con. Nghỉ chơi điều đương nhiên. Nhưng mà các bạn phải hiểu, cái lượng người chơi bây giờ vẫn rất là ok. Vẫn có cộng đồng riêng của nó, vẫn có chỗ đứng trong làng game Việt. Không thể nào mà ép bây giờ là bao nhiêu cái thể loại game mới mày bắt buộc phải chơi đột kích cả. Chấp nhận nó giảm nhưng mà các bạn vẫn giữ được cái nhiệt huyết, vẫn có niềm đam mê với nó. Như vậy là độ như mình chẳng hạn này, Zombie Hoàng Lang này mấy năm nay có chán đâu, muộn map à, vẫn thoải mái, anh em vẫn xem, vẫn hài hước như bình thường. Cái thứ hai mà mình muốn nói tới ấy, đó là VIP giảm giá, item giảm giá hay là tiêu vi coin nhận VIP chẳng hạn. Các bạn để ý nhá, những cái VIP tiêu vi coin toàn là VIP cũ cả. Mình đưa một ví dụ cụ thể đi, cách đây 4 năm mà 4 là một VIP là tầm 2.000 vi coin, nhưng mà bây giờ thì có 200 300 vi coin thôi. Nhưng mà cái số tiền chênh các bạn bỏ ra ấy, là để sở hữu người khác tới 4 năm liền. Bây giờ anh em không thể ép một cái vật phẩm giữ mãi giá để cho các bạn thành độc cô cầu bại của cái chiến trường này cả. Bạn nào chơi kiếm thế như mình thì sẽ biết. Bỏ ra hàng trăm triệu để sở hữu một cái nick vô song của bên VNG ấy. Nhưng mà 2 năm về sau cái nick ấy gần như vứt đi, cho không ai lấy. Ép nó lấy nó đấm vào mồm cho, đây tôi thắng luôn. Bạn nào chơi thấy được, ngay cả ngoài đời, một cái ô tô, một cái xe máy đời cũ nó cũng phải giảm giá để nhường chỗ cho ô tô xe máy đời mới chứ. Nói đây nhiều bạn sẽ nghĩ mình là người của VEC này lọ, nhưng mà anh em thấy đấy, mấy năm nay 2 triệu 100 nghìn người đăng ký rồi, mình có quảng cáo game của VEC không? Không có. Cái link bây giờ bọn mình làm ấy gần như là bên VEC hỗ trợ, không có bất kỳ một dây dưa hay cái gì cả, ép mày làm thế này, ép mày làm thế kia, hoàn toàn không có nhá. Ngay cả không tài trợ bọn mình cần mượn trên cộng đồng thôi, hàng chục link VIP hơn. Các bạn ấy rất là quý bọn mình luôn. Không có item làm item cho, có súng mới quay súng mới cho chơi. Mình rất là cảm kích về cái tình cảm của người xem dành cho bọn mình. Nên là anh em đừng nghĩ mình ủng hộ bên nào, bên trọng bên khinh, không có đâu. Cái thứ hai ấy, đó là những khẩu súng VIP ra quá nhiều mới này lọ. Suốt ngày ra súng mới rồi sơn phết. Tao ngày xưa mẹ muốn sạc KL M4 tao nhớ lắm cơ. Ở đây có bao nhiêu bạn mà chơi một tựa game 4 năm rồi, 5 năm rồi mà sở hữu mỗi set súng M4 M1 cái thứ không? Không có. Bây giờ nói mồm thì nói vui hơn, ngay cả tôi đây, chuồng chó đây, bỏ học đi chơi, ai cũng có những cái tuổi thơ nó rất là đẹp. Nhưng mà chơi mãi một khẩu súng phải chán chứ, phải nâng cấp để cho tựa game phát triển chứ. Bây giờ anh em nhìn nhá, những cái game online nó hot vãi cả lèo ra. PUBG này, hay là những tựa game sinh tồn, bắn súng trên Steam ấy, ngày càng du nhập Việt Nam à, bắt buộc phải phát triển thôi, không thể nào dậm chân tại chỗ mãi được. Cái thứ ba mình muốn nói tới ấy, đó là công bằng trong phòng đấu. Bây giờ nhiều VIP quá, chơi chán kinh. Ô, thế nào gọi là công bằng? Công bằng là tất cả mọi người đều sở hữu một loại súng khỏe như nhau, VIP giảm giá, ai cũng có VIP để bắn, như thế mới ok chứ. Không lẽ công bằng là ông bắn VIP người khác cầm súng GP xong mình đứng top à? Không có đâu. Qua bên Trung Quốc chơi ấy, ai cũng như nhau à? Mình chơi zone hành mình thấy mẹ luôn này. Hay là sự giải thể của những clan lớn thì mình cũng chả biết nữa. Mình thấy một số bạn comment như vậy à? Thì cái này thì mình không xem tới, bởi vì clan nó chỉ là một số người thôi. Còn cộng đồng đột kích nó rất là bao la. Anh em chơi bên Trung Quốc ấy thì sẽ thấy là người chơi bên đấy nó vẫn vô cùng khủng khiếp các bạn ạ. Bây giờ phải hiểu là những cái game này nó về trên xe rồi, nên là cái độ phát triển, cái độ phủ sóng nó rất là mạnh. Không bao giờ có chuyện là nó dừng lại, bởi vì không có tiền để phát triển, không có tiền để làm những ý tưởng mới. Cuối cùng mà mình nói tới ấy, đó là hack. Ok, cái này mình công nhận. Hack ngày càng tràn lan, không, cái này mình hoàn toàn không công nhận nhé. Hack bây giờ đỡ hơn trước rất là nhiều. Cách đây 2 năm, anh em vào phòng nào auto cũng có một con hack. Bây giờ thì ít rồi, mình thấy bây giờ ít hack hơn trước rồi, chứ không phải là nhiều như xưa. Bây giờ các bạn nhìn hack thì vẫn có, nhưng mà ngày xưa nó nhiều vãi cả cút ra. Nó nhiều đến cái mức mà đéo thế nào mà đếm xuể được ấy. Mình chơi mà cái thời mình gọi là phòng trọ ấy,
một buổi sáng mình làm nhé, không một trận nào không gặp hack. Bây giờ thì thoải mái thôi, ý thức người chơi càng ngày càng đi lên chứ. Sau là so sánh bên Trung Quốc, không có hack, bên Trung Quốc vẫn có hack, nhưng mà bên Trung Quốc quá nhiều người chơi, ý thức bên đấy nói là tào khượng nhưng mà ý thức bên đấy chơi nó tốt thật. Bên đấy vẫn có bản hack bình thường, bản hack free nhá, tải rất là dễ, thoải mái luôn. Nhưng mà bên đấy có một cái rất là gắt, đó là khóa lịch phát một này, bung này, hay tất cả thứ khóa lịch và khóa vĩnh viễn luôn. Còn cái việc ân xá bên sếp Việt Nam ấy, cái này trước mình cũng không đồng ý nhiều. Game nào thế thôi, nó có rất là nhiều cái mảng tối của nó, chúng ta tùy thuận nhìn nhận nó như thế nào, đánh giá như thế nào. Mình hoàn toàn nói theo cái góc nhìn game thủ, mình không có thiên về bên nào à. Là cái buổi tâm sự của mình nó chỉ có thế thôi. Và mình chốt một câu thôi, đột kích nó không đóng cửa đâu các bạn. Khi nào các bạn chơi chán nó sẽ đóng cửa. Bây giờ cộng đồng nó rất là đông, duy trì được game này phát triển, chứ không phải là dậm chân tại chỗ và muốn một phát ok đâu. Nên anh em cứ thoải mái chơi đi, không phải lo về cái vấn đề này. Mình chắc chắn rằng đây vẫn là một tựa game tuổi thơ của rất là nhiều anh em. Gần như một thằng con trai nào mà tầm tuổi mình ấy là sẽ biết tới đột kích và đã từng chơi thử rồi. Nên là không ai muốn cái tuổi thơ của mình mà nó tự nhiên nó đột ngột ra đi một cách bất ngờ như vậy cả. Sẽ có thông báo và thông báo rất là lâu, nên là không phải lo. Cách đây 2 năm thông báo năm nay đóng cửa, mình có gì vẫn phát triển bình thường, vẫn thoải mái hoạt động. Thôi con clip này mình dừng đấy thôi. Cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo nhé. Và đừng quên để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới. Bye bye.